con con mực gần tháng đồng nhé, bộ chung lông mỏng. Lâm tôm cánh sẹ nói nhưng nay trời rất là rét nhưng vẫn thái độ rất là tốt. Con này tương lai rất là nhanh chơi, cúp cầu luôn. Để mình ấy, con bên cạnh này không chơi. Để mình quay ốp con khác luôn nhé.